bốc thăm vòng 1/8 cúp C1, MU PSG, Ronaldo đại chiến Messi. UEFA công bố quả bóng trận chung kết cúp C1. Cặp đấu được chờ đợi nhất, MU Ronaldo đấu PSG của Messi đã trở thành sự thật. Tái đấu MU PSG, Ronaldo Messi là điều đã được chờ đợi ở vòng 1/8 Champions League sau khi hai đội kết thúc vòng bảng với bàn tay của cựu tiền đạo người Nga Andrei Arshavin. Cặp đấu này đã trở thành sự thật. Đây là cuộc tái đấu của vòng 1/8 Champions League năm 2019, khi MU thắng sốc PSG ở trận lượt về tại Paris để giành vé đi tiếp. Nhưng thời thế đã thay đổi. Ole Gunnar Solskjaer đã bị sa thải, Ronaldo đã trở lại MU trong khi PSG đã đón Messi gia nhập và Cavani thì lại ở bên kia chiến tuyến. Không những vậy, đây sẽ là một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Mauricio Pochettino với Ralf Rangnick. Sau mùa giải này, không chừng họ sẽ trở thành cộng sự của nhau tại Old Trafford. Nhưng không chỉ cặp đấu này, Bayern Munich sẽ gặp lại Atletico Madrid trong một cặp đấu đầy duyên nợ. Họ đã gặp nhau nhiều lần trong một thập kỷ qua, nhưng thù oán còn kéo dài từ năm 1974 khi Bayern Munich giành chức vô địch cúp C1 châu Âu một cách đầy kịch tính từ tay Atletico Madrid. Một trận đấu đáng chú ý không kém đó là Ajax và Inter, cuộc gặp lại của hai đội vào chung kết cúp C1 tròn 50 năm trước. Ajax đã có thành tích hoàn hảo tại vòng bảng với sự bùng nổ của Sebastian Haller. Trong khi đó, Inter Milan chưa thể hiện được sức mạnh ở cấp độ châu lục kể từ khi trở lại đấu trường này. Các lớn khác được bắt gặp những trận đấu không thực sự khó. Benfica gặp lại Real Madrid sau gần 60 năm khi đội bóng Bồ Đào Nha chiến thắng Real Madrid trong trận chung kết cúp C1, nhưng họ cũng đã không còn vị thế của ông lớn năm xưa. Trong khi đó, Liverpool chỉ phải gặp một Salzburg không còn Haaland. Quang Hae-chan và Minamino giờ là người của Liverpool. Dù Karim Adeyemi sẽ là mối đe dọa đáng chú ý. Lille và Villarreal là hai đội bóng tầm trung đã gây dấu ấn lớn trong nửa năm trước khi họ lần lượt đăng quang Ligue 1 và Europa League, nhưng phong độ của cả hai đều đã đi xuống ở giải vô địch quốc gia và không dễ để họ thắng được hai đội vào vòng chung kết mùa trước, Chelsea và Man City. Trong khi đó, một Juventus bất ổn trong nước sẽ phải gặp Sporting Lisbon, nhưng không có gì đảm bảo cho bà đồng già khi Sporting Lisbon đang bất bại trong nước. Tin mới nhất bóng đá tối ngày 13 tháng 12, UEFA công bố quả bóng trận chung kết cúp C1. UEFA công bố quả bóng trận chung kết cúp C1 châu Âu. Liên đoàn bóng đá UEFA vừa công bố quả bóng chính thức được sử dụng cho trận chung kết cúp C1 mùa giải 2021-2022 với thiết kế lấy cảm hứng từ hiện tượng đêm trắng mùa hè tại thành phố Saint Petersburg, thủ đô phương Bắc của nước Nga, nơi diễn ra trận đấu quan trọng nhất mùa giải năm nay. Quả bóng chính thức được sử dụng cho trận chung kết cúp C1. Enrique lên tiếng bảo vệ Xavi. Luis Enrique đã lên tiếng bảo vệ Xavi sau khởi đầu khó khăn cùng Barcelona. Huấn luyện viên của đội tuyển Tây Ban Nha đã nói với Mundo Deportivo: "Bạn phải tin tưởng rằng Xavi là một người có năng lực. Tôi đã thấy có sự tiến bộ ở Barcelona, mặc dù đó không phải là điều mà các culés muốn, bởi vì điều đó cần có thời gian. Bạn phải tạo cho cậu ấy sự tin tưởng. Nó bắt đầu để phục hồi sự tự tin. Đó không phải là một trường hợp uống một viên thuốc và mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp." Tottenham chỉ còn 13 cầu thủ. Theo tờ The Telegraph đưa tin, huấn luyện viên Antonio Conte chỉ còn 13 cầu thủ đủ điều kiện thi đấu ở trận gặp Leicester City vào đêm thứ năm tới. Trước đó, gà trống đã có 8 ngôi sao đội 1, 9 thành viên của đội ngũ nhân viên và một số cầu thủ trẻ có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. MU nhắm sao của Pháp thay Pogba. Theo tờ The Athletic, MU đang cân nhắc mua tiền vệ Boubacar Camara của Marseille trong trường hợp Paul Pogba ra đi vào mùa hè năm sau. Cựu tuyển thủ U21 Pháp đã chơi 126 trận cho Marseille trong hơn 5 năm qua và hiện tại đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của các câu lạc bộ trên khắp châu Âu. Cũng như Pogba, Camara đã từ chối gia hạn với Marseille và sẵn sàng ra đi theo dạng tự do vào mùa hè năm sau. Chelsea giữ chân hai trung vệ. Nhà báo Gianluca Di Maggio đưa tin Chelsea đang chốt hợp đồng mới cho bộ đôi trung vệ Thiago Silva và Andreas Christensen. Các cuộc đàm phán gia hạn đang diễn ra tốt đẹp và bản hợp đồng mới với hai cầu thủ này sẽ sớm được công bố trong thời gian sắp tới. Dani Alves đã trận đấu ra mắt lần thứ hai ở Barcelona. Đêm qua, Barcelona đã để hòa với tỷ số 2 đều trước Osasuna tại vòng 17 La Liga và ít giờ sau trận đấu này, Xavi đã công bố danh sách đăng ký cho trận gặp Boca Juniors vào 0 giờ ngày 15 tháng 12 tới. Trận đấu giao hữu sắp tới tại Saudi Arabia được Barcelona và Boca Juniors tổ chức để tôn vinh huyền thoại Diego Maradona. Đáng chú ý, trong thành phần tham dự của trận đấu này, Blaugrana có sự hiện diện của Dani Alves. Đây là lần đầu tiên Dani Alves được huấn luyện viên Xavi đăng ký thi đấu kể từ khi tái hợp Barcelona vào ngày 12 tháng 11 năm 2021. Gần như chắc chắn hậu vệ 38 tuổi người Brazil sẽ ra sân trước Boca Juniors. Đây sẽ là trận đấu ra mắt Barcelona lần thứ hai trong sự nghiệp của Dani Alves. Theo quy định, Dani Alves chỉ được thi đấu chính thức cho Barcelona kể từ tháng 1 năm 2022. Trong thời gian vừa qua, cựu hậu vệ của Sevilla tích cực tập luyện để tích lũy được thể lực tốt nhất trước khi tái xuất sân cỏ. Aubameyang bị đồng đội ở Arsenal tẩy chay. Theo tiết lộ của tờ The Athletic, nhiều cầu thủ trong đội hình của Arsenal rất bất bình trước quyết định trao băng đội trưởng cho tiền đạo Aubameyang. Họ cho rằng đây là một quyết định thiếu công bằng với Granit Xhaka, chân sút người Gabon đang đối mặt với nguy cơ bị tước băng chủ quân của pháo thủ sau khi vi phạm kỷ luật và phải ngồi ngoài ở trận thắng Southampton vừa qua. Napoli hụt hơi ở Serie A. Ở trận đấu thuộc vòng 17 Serie A đêm qua, Napoli đã bất ngờ để thua Empoli với tỷ số 0-1 ngay trên sân nhà Diego Armando Maradona. Tiền đạo Patrick Cucchione là người đã ghi bàn thắng duy nhất cho đội khách ở phút 70.
Và với thất bại này, Napoli hiện đang có 36 điểm sau 17 trận ở Serie A và tụt từ vị trí đầu bảng xuống vị trí thứ tư sau vòng này, kéo đội bóng mới vươn lên ngôi số 1 là Inter Milan 4 điểm. David Moyes bực tức trọng tài. Sau trận hòa Burnley không đều, huấn luyện viên David Moyes đã lên tiếng chỉ trích trọng tài chính Graham Scott vì không cho West Ham được hưởng phạt đền. Cựu thuyền trưởng của MU cho rằng đội nhà xứng đáng được hưởng phạt đền sau tình huống Craig Dawson đã bị phạm lỗi trong vòng cấm ở cuối hiệp 1. Dembele không gia hạn với Barcelona. Theo nguồn tin từ Catalonia, Ousmane Dembele sẽ không gia hạn hợp đồng với Barcelona, mặc dù Barca đã đưa ra đề nghị khá hậu hĩnh. Giữa hai bên được cho là đã có bất đồng về tiền lương, do Dembele đòi tăng lương cơ bản của mình, trong khi Barca chỉ chấp nhận tăng mức thưởng. Barca cho rằng đề nghị của Dembele là quá đáng vì cầu thủ người Pháp đã chấn thương quá nhiều kể từ khi đến đây và không đóng góp đủ xứng đáng để được tăng lương. Didier Deschamps không từ chối cơ hội dẫn dắt PSG. Trong lúc tin đồn huấn luyện viên Mauricio Pochettino có thể rời PSG vẫn đang xuất hiện trên các mặt báo tại Pháp, mới đây, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp Didier Deschamps đã cho biết ông sẽ không từ chối nếu được lời mời dẫn dắt PSG, dù ông từng dẫn dắt Marseille. Nhưng cầu thủ đã đá cho cả Marseille và PSG thì với huấn luyện viên thì tại sao không? Conte đã vô địch Italia với cả Juventus và Inter Milan. Trong cuộc sống, anh sẽ có bạn và kẻ thù, thậm chí hai vai có thể đổi chỗ cho nhau, Deschamps nói. Aspilicueta định sang Barcelona. Một số tờ báo tại London cho biết Chelsea đang lo hậu vệ kỳ cựu Sergio Aspilicueta sẽ trở về Tây Ban Nha thi đấu sau khi mùa giải này khép lại. Hiện tại Barcelona và Atletico Madrid đang quan tâm với Aspilicueta và anh sẽ nghiêng về khả năng đầu quân cho Barcelona. Chelsea đang rất lo lắng bởi ngoài Xavi Alonso, các trung vệ còn lại của họ đều hết hợp đồng sau mùa giải này.